À, cái cây này à, sau khi mình à, rong lá xong rồi cả nhà à, rong lá lọ, lọc cành hết ráo nè không trống lỏng không thì cô bán chị à, phun bung đọt hay đọt bắn ra liền ha à, nó nó là nó điều trưng nè thì thời điểm này cô bán chị không phun trừ sâu bọ trĩ là nó cái lá cái đầu cái tự như nó đen 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 đen, đen. À, bọ trĩ nhóc rồi nè ừ, bọ trĩ nó ăn rồi nè à, nó lá ra nó cong nè có bọ trĩ xuất hiện rồi đó, à, anh chị nhớ phun trừ sâu bộ trĩ liền ha bốn à, 4 ngàn lần 4 ngàn lần chó máy là nó đen cái đọt nè cái đầu cái đầu nó nó bị đen đen cả nhà thấy không à, đây là bộ trĩ nha à, trời nắng mà nó, nó nóng nữa mà nó hút nhựa nữa là nó đen đầu đọt là con bộ trĩ đó ừ. À, cái này là bộ trĩ ha à, nó hút cái là đen đọt thì thành thức ra là sau khi lọc rọc cành phun bông đọt xong rồi phải à, được non nhú ra là phun bộ trĩ liền không phun là nó nó ăn đầu đọt giống vậy là cái cây của mình nó trùng đầu hoài luôn ha xin chào ha